Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu cách làm video bằng điện thoại. Đầu tiên, mình cần chuẩn bị những hình ảnh dự định sẽ đưa lên video và một video quay sẵn con nói. Sau đó sử dụng app CapCut. Vào CapCut chọn dự án mới. Sau đó mình vào phần hình ảnh để chọn hình nền. Hình nền này là sẽ kéo dài từ đầu đến khi kết thúc video, nên mình sẽ chọn theo thứ tự, từ đầu cho đến cuối, theo nội dung bài nói của con. Với những bé mà thích thuyết trình theo video thì chỗ này bố mẹ có thể chọn một video có sẵn cũng được. Tuy nhiên bé nhà mình thì thích nói tự do, cho nên mình phải tìm những cái hình ảnh phù hợp với nội dung mà con nói. Sau khi hoàn thiện phần hình nền thì mình muốn video của mình có âm thanh cho sinh động, thì mình sẽ vào phần thêm âm thanh. Bài này bé nhà mình nói về vòng đời của sâu bướm. Tiếp theo đến phần thêm âm thanh. Mình bấm vào phần thêm âm thanh, sau đó chọn các âm thanh có sẵn ở trên app. Chọn âm thanh phù hợp và chỉnh sửa âm lượng nhỏ xuống để không át mất giọng nói của con. Sau khi có âm thanh và hình nền thì mình sẽ thêm lớp phủ. Đây là phần quan trọng nhất. Thêm lớp phủ chính là video mà bé đã nói sẵn. Với những bé mà không có góc quay chuyên nghiệp thì mình có thể sử dụng một tấm rèm, sau đó để xóa nền cho nó dễ. Sau khi chỉnh sửa các vị trí phù hợp thì mình sẽ vào phần xóa nền. Đó sẽ được một video có nội dung như này. Sau đó quay lại phần hình ảnh phía trên để xem cái tốc độ của con nói đã phù hợp với các hình ảnh thứ tự xuất hiện hay chưa. Chỉnh âm lượng của video. Hello everyone. Today I'm talking about life cycle of the butterfly. Chỉnh các hình ảnh kéo dài hoặc thu ngắn lại để phù hợp với tốc độ của con nói và thứ tự xuất hiện của từng hình ảnh. Sau khi thấy ok rồi thì xuất video thôi. Rất là đơn giản. Chúc cả nhà có những video như ý.